Chào cô chú chị bạn nha, không biết là có chuyện gì không mà anh cán bộ bên phường lại xuống rồi lên, xuống lên liên tục nó về 2-3 lần rồi nha. Thì nãy giờ đang vô trong nhà rồi bây giờ đi về xong rồi bây giờ trở lại lần thứ hai nữa nè. Mình thấy cái xe đến cửa nhà và trên tay cầm một sắp hồ sơ giấy tờ. Thì cô Mỹ vừa rồi cũng mới mở cửa để cho anh đi vào, chắc là gặp chị Hồng Loan để trao đổi một số vấn đề gì đó. Mình cũng đang chờ tin thông tin bên chị Hồng Loan xem coi có diễn biến mới không á. Thì cũng có thấy khách đến mua hàng đây ha. Có một anh vào trong làm việc với lại phía gia đình thì bây giờ là chị Loan thì cũng không có mặt ở nhà. Chị Loan đã đi từ rất là sớm rồi. Em cũng được thông báo của nhận từ khu Mỹ á. Thì khi nào mà chị Loan về em sẽ cố gắng cập nhật tình hình. Coi chắc là chị lên trên phường rồi. Cái công việc ngày hôm qua là rất là căng thẳng. Làm việc tới tối luôn. Lúc đó là như hết giờ làm việc rồi. Là hôm nay là buổi sáng là phải đi lên rất là sớm. Bây giờ chưa thấy chị về nên cũng không có hỏi được tình hình và của chị đi như thế nào. Khi nào mà chị về thì em sẽ cố gắng cập nhật cho tất cả các anh chị của mình biết nha. Bây giờ có chị Băng Bánh đi qua luôn nè. Hello chị. Thì anh em ai đói thì cũng mua bánh đây ăn luôn. Cái giả cứ tới mua đồ thì cứ gõ cửa. Bên trong là có câu chị cũng mở cửa bán nha cả nhà. Đó thì có anh Sử rồi chứ cũng có ở nhà đó. Sáng giờ biết gì mà công an đến hai lần. Cầm trên tay là giấy tờ mà nhiều nghe có chú chứ mà. Đến hai lần luôn á, cứ sáng giờ đi vô khoảng 10 phút xong đi ra. Rồi hình nghĩa lại là gì ạ? Không biết. Bây giờ thì cái đó là chuyện nội bộ trong gia đình thôi. Cho gia đình biết thôi, mình cũng cập nhật tình hình thôi. Chứ mình cũng không có gặp thì cũng không nên nói. Chúng ta biết anh ha. Dạ. Thì thôi, chào cô chú anh chị nha. Em sẽ cập nhật khi mà chị Loan về cho cô chú anh chị của mình biết. Cũng có khách đến ghế này ha. Cô đến đi dùng ra mở cửa nha. Chào chị Bùng Bông. Chào Bông Bông nha. Chưa vô cúng luôn không? Dạ chú. Chú ở gần đây không chú? Ông quần 6 rồi. Quần 6 hả chú? Dạ. Chú đến lần thứ mấy rồi chú? Đến đây lần thứ mấy rồi? Đầu tiên hả? Từ 6 tới rồi nha. Lần đầu chú ghé thắp nhang cho cậu Năm nha. Cho chú vào luôn chú. Vô đây chống đưa đồ nha ta. Bởi vô. Chị Lan cũng chưa về cả nhà ơi. Lan đi công việc từ lúc sáng sớm rồi. Bây giờ cũng chưa về. Bây giờ trong nhà chỉ có chồng chị Lan nè. Với lại là chị Bồng Bông nè. Rồi cậu Sử nè. Còn bé Su nè, bé Kem nè. Còn con gái thứ hai nè. Đang đóng hàng ở trong á. Anh lòi cái tờ giấy đây nha cả nhà. Tờ giấy gì mà lòi từ phía nhà trong nhà ra nha. Giống như một cái tờ giấy bưu điện quá ha. Tờ giấy bí mật cả nhà ơi. Tờ giấy bí ẩn. Biết là tờ giấy này có cái gì không mà giờ nó làm lòi đâu mà này cả nhà. Cô chú chị bạn có đeo gần Phú Nhuận thì có thể ghé mua hàng tại nhà chị Loan nha, số 5 là Hồ Điệp, phường 1 quận Phú Nhuận. Chúng
là hôm qua nay cũng rất là căng thẳng đó. Thì hôm nay gia đình chị Loan cũng trở lại bình thường ha. Tại thì cũng có khách ở quận 6 qua Tháp Nhang, và trên tay cầm một bánh chắc vào cúng con năm luôn á. Đây là khách đầu tiên, lần đầu tiên chú ghé tại nhà cậu Năm ha. Chú mới chịu chia sẻ. Xong giờ cô vừa giờ diễn cũng xong nha, rồi con đi về ha. Có về hả cô? Cảm ơn cô nha. Cô xấu lại mọi người ơi. Có thùng giấy chuẩn bị sẵn sàng cho đóng hàng ha. Có gì thùng giấy lắm. Tại chuẩn bị cho việc sẵn đóng hàng để đi tỉnh này ha. Dạ dạ cậu ra chơi, chơi con quay được cậu ơi. Nó quay đâu sao mấy đó. Dạ. Cậu ra uống cà phê với con đi cậu. Cậu Sử dạ, đúng rồi, thôi cậu ra chơi đi con quay nữa. Hát nghe nghe bài cậu Sử ơi. Cậu Sử. Đâu quay cậu đâu nghe, không quay cậu á. Không quay bao giờ cậu đâu. Quay nón cậu nè. Wow, này cũng cà phê luôn, còn hết nước trà rồi. Wow, quá tuyệt vời luôn cả nhà ơi. Còn hết uống nước trà rồi, uống cà phê rồi. Rồi bé Xu ra chơi luôn, bé Xu ngồi trong nhà đóng hàng. Nghe nói Xu không có hay lắm rồi. Hôm nay làm mày quá ngơ người đây trời. Ra ngoài nắng gió rồi chứ. Dạ, con Sử ra ngoài ngồi ra nhà. Có là cá chứ. Quê nặng lắm. Tao vẫn có bao cậu thử. Ôi, cậu tự nhiên cậu ơi. Đây đẹp nhất là cậu, góc này đẹp nè. Cậu đóng hàng tới bây giờ. Anh em mình xong hát. Ủa vậy cậu ở chung với cậu nghệ sĩ Vũ Linh, vậy cậu biết hát hầu quảng hay cậu? Cưới cùng ban đồ Việt Nam. Sao con tới về để nói với em mấy lần. Hay quay Sự. Xong ca anh Sự. Trời ơi, không quay chứ Sự luôn. Con đi công việc sớm anh Sử. Không biết. Mình chỉ lo dùng vòng với nhà. Ủa con Sử. Con Sử, khán giả người ta hỏi cậu là tóc là nó cậu của cậu, con để ý là cũng bẩn ra mà cậu. Là cậu cạo à? Mẹ hỏi à? Sao cậu? Bây giờ mình hỏi tới vấn đề của cậu đi. Mình nói trước rồi ra, không nói chuyện mà hỏi hoài vậy. Vậy là hôm qua là cậu đi uống uống cà phê nè. Cà phê được rồi, tắm rồi nè. Rất là ngon cả nhà. Hôm nay cậu thử phần cà phê uống ở nhà, không cần không phải không phải đi đâu để ai mời hết cả nhà. Hôm nay thấy đẹp trai rồi, Anh Sự uống cũng gọi là cà phê mà anh Sự gọi là coffee. Anh Sự gọi tiếng Anh đàng hoàng, còn anh Sự coffee đúng không anh Sự? Người tôi mới tính nó hứa vậy là làm lấy à, nói chuyện là không nói vậy à. Thôi thôi, để cũng cái lần tôi nói này kia. Đâu ai nói, đâu ai nói. Thôi vậy, ngồi uống phê đi. Dạ. Cho vui.